Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hưng ô tô Đà Nẵng VinFast và Petrolimax đã khai trương dịch vụ sạc xe điện tại hệ thống Petrolimax trên toàn quốc Thì vào ngày 14 tháng 10 vừa rồi, VinFast và tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã chính thức khai trương Các cái trạm sạc tại 10 cửa hàng xăng dầu đầu tiên trong hơn 500 điểm dự kiến của Petrolimax Ở cả ba miền là Bắc, Trung và Nam Các cửa hàng xăng dầu đầu tiên được Petrolimax và VinFast lựa chọn để triển khai dịch vụ nạp sạc xe điện nằm trải dài từ Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tiền Giang và tận đến Cà Mau. thì tất cả các vị trí đều khá là đẹp, dễ dàng tiếp cận như các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm mang đến cái sự tiện lợi, an tâm và trải nghiệm xuyên suốt cho khách hàng sử dụng ô tô điện. Theo quy hoạch thì tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện các trụ sạc nhanh như là 60 kW. 150 kW và thậm chí là lên đến 300 kW khá là nhanh. Có nghĩa là với một chiếc vfb 34 khi mà cắm vào trụ sạc 300 kW thì chỉ cần chưa đến 10 phút là có thể đầy được pin. Đấy. Ngoài ra thì những cái trụ sạc này sẽ đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn là CC2 và các cái tiêu chuẩn của châu Âu đảm bảo được cái an toàn về nguồn điện, về phòng chống cháy nổ hay là về à, chống rò rỉ điện và à, thậm chí là chống thấm nước. Việc cung cấp các dịch vụ trạm sạc VinFast tại hệ thống các uh, cây xăng dầu của Petrolimax là bước đi có thể nói là cụ thể hóa cái thỏa thuận mà hai bên đã ký kết vào tháng 6 năm 2022 và dự kiến thì sẽ có hơn 500 trạm sạc xe điện VinFast sẽ được đưa vào lắp đặt và phục vụ khách hàng trong uh, tất cả các cây xăng dầu Petrolimax trên toàn quốc. Phát biểu tại buổi lễ khai trương thì ông Vũ Thắng, giám đốc trung tâm phát triển rạm sạc VinFast cho biết, VinFast và Petrolimax sẽ chia sẻ tầm nhìn chung về việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường nhằm kiến tạo một tương lai xanh cho mọi người. Đấy, vì cái hợp này sẽ giúp cho khách hàng có một sự trải nghiệm vượt trội hơn. Đây cũng là nỗ lực trong chiến lược thùng điện của VinFast nhằm kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ xe điện toàn diện đem lại trải nghiệm sạc pin ngày càng linh hoạt. Như vậy thì à, khi mà ký kết hợp đồng từ tháng 6 năm 2022 thì giữa VinFast và Petrolimax đã à, cố gắng thúc tiến sản xuất à, những cái trụ sạc từ 60kW, 150kW và thậm chí là lên đến à, 300kW để có thể à, lắp đặt à, tại các à, địa điểm địa điểm nóng và thuận tiện nhất của các cây xăng Petrolimax. Và ngầu ra thì ông Nguyễn Sĩ Cường, phó tổng giám đốc của Perulimax còn cho biết là sẽ phát triển từ đây đến năm 2030 và tầm nhìn là thậm chí là đến năm 2045 thì Petrolimax sẽ trở thành một tập đoàn năng lượng xanh sạch và thân thiện với môi trường. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau.